Số liệu của Ngân hàng Nhà nước đến hết 30 tháng 9, tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đạt hơn 9%, dẫn đầu con số lợi nhuận quý 3 năm 2024 của ngành ngân hàng tính đến chiều ngày 22 tháng 10 phải kể tới là Techcombank khi lãi trước thuế của ngân hàng này đạt tới 22.800 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Techcombank tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn CASA đạt 40,5% nhờ số dư CASA đạt mức cao kỷ lục 200.000 tỷ đồng. Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA tiếp tục duy trì vị thế đầu ngành đạt 2,6%. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng 17,1%, trong đó mức tăng khả quan từ phía dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 2.541 tỷ đồng, tăng tới 110,6%. Tại cuối tháng 9 năm 2024, tính riêng ngân hàng dư nợ tín dụng tăng trưởng 17,4% so với đầu năm là mức tăng cao so với mặt bằng chung của toàn ngành. Trong đó, tăng trưởng tín dụng cá nhân được thúc đẩy bởi mảng cho vay mua nhà, tăng 13,2% so với đầu năm lên mức cao kỷ lục 193.600 tỷ đồng.